J K L M N O P Q R S T U V W X Y và Z. Và giờ đây tôi yêu A B C 26 ký tự ấy đến gì. I J K L M N O P Q R S T U V W X Y và Z. Và giờ đây tôi yêu A B C. Sắp tới đây bạn cùng hát với tôi. Ký tự ấy đến gì. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y và Z. Và giờ đây tôi ABC, sắp tới đây bạn không hát với tôi. Chào các bạn nhỏ, bạn có biết những gì đã xảy ra với Humpty Dumpty không? Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Nhưng con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Nhưng con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Thật tội nghiệp Humpty Dumpty, tôi hy vọng anh ấy sẽ mau khỏe lại. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Nhưng con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Nhưng con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Ông McDonald là một chàng trai, E-I-E-I-O. Trên trang trai vài ba con bò, E-I-E-I-O. Bò được kêu mu mu và bò kêu mu mu, đây mu kêu mu khắp mọi nơi mu mu. McDonald là một chàng trai, E-I-E-I-O. Ông McDonald là một chàng trai, E-I-E-I-O. Trên trang trai vài ba con gà, E-I-E-I-O. Bò thì kêu chít chít và gà kêu chít chít, đây chít kêu chít khắp mọi nơi chít chít. McDonald là một chàng trai, E-I-E-I-O. McDonald
là một chàng trai. E-I-E-I-O. Trên chàng trai vài ba con lợn. E-I-E-I-O. Lần kêu on on và lần kêu on on. Đây on kia on khắp mọi nơi on on. McDonald là một chàng trai. E-I-E-I-O. Ông McDonald là một chàng trai. E-I-E-I-O. Trên chàng trai vài ba con vịt. E-I-E-I-O. Vì kêu quắc quắc và vì kêu quắc quắc. Đây quắc kêu quắc khắp mọi nơi quắc quắc. McDonald là một chàng trai. E-I-E-I-O. Ông McDonald là một chàng trai. E-I-E-I-O. Trên chàng trai vài ba con cừu. E-I-E-I-O. Kêu kêu ba ba và kêu kêu ba ba. Đây ba kia ba khắp mọi nơi ba ba. McDonald là một chàng trai. E-I-E-I-O. Sư tử ngủ ở trong khu rừng, nghĩ sao một ngày dài vất vả. Chú chuột nhỏ xinh kia lại gần anh ta, thế là cậu liền chọc phá mũi của sư tử kia. Rồi sư tử ta thức giấc ngủ say, trước mắt là một loài chuột nhỏ bé, thế là đạp vào mình bạn chuột này đây. Và chú chuột là một bữa ăn cho sư tử. Tha tôi. Chú chuột kia van xin không ngừng. Xin hãy thả tôi đi, và một ngày nào đó tôi sẽ giúp bạn, tôi thề. Sư tử rất tốt, tốt lắm đây. Thả chúng ta ra để thu bước đi. Rồi đến một hôm trong khu rừng, khi sư tử rình mồi chuẩn bị bữa sáng, chú bước vào sập bẫy của những thợ săn ở nơi đây. Không thể nào từ chú thoát ra. Ta nghe sư tử anh la hét, chuột nhanh đi đến và rồi giúp đỡ. Cắn ngay một sợi thừng thật to, thế rồi tự do nhé sư tử. Cảm ơn chuột rất nhiều, sư tử nói liền. Mình đã hứa sẽ luôn luôn ở bên bạn nếu bạn cần giúp đỡ, chú chuột nói. Khó khăn giúp nhau, chuột với sư tử chung kết bạn. Giờ chuột với sư tử chung kết bạn với nhau. Chúng rất thích, chúng chơi, chúng đùa cùng với nhau. Giúp nhau chuột và sư tử giúp đỡ lẫn nhau. Suốt cả cuộc đời là bạn tốt tốt với nhau. Bạn hỡi hãy nhớ lấy, lòng tốt sẽ chẳng lãng phí đó bạn à. Tắm rồi. Tắm,
giờ bạn có thể đi đến trường rồi. Tạm biệt nha.